Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu chuyện của một em tên là Như Quỳnh ha. Và trước khi mà Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và do dạo này trời Sài Gòn nó đang rất là khó chịu luôn nên là giọng của Nguyễn mình nằm suốt từ mấy hôm nay và rất là mệt. Mũi đau và đầu đau không thở được và cái giọng nói nó cũng bị thay đổi á. Cho nên là nếu mà trong cái video này giọng của mình không được như bình thường thì xin mọi người thông cảm ha. Và như thường lệ thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Đầu tiên là Nguyễn Lương, thứ hai là Huyền Huyền và thứ ba là Trần Thị Minh Thúy. Còn ba bạn comment đầu tiên là Khoa Ly, Trương My và Trần Trần Bảo. Cảm ơn 6 bạn cũng như mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Sự kiện đầu tiên mà em Như Quỳnh gửi về cho Nguyễn Nguyễn xảy ra vào hồi mà em mới có 6-7 tuổi thôi. Năm đó là học lớp 1, em vẫn nhớ rất là rõ cái câu chuyện này vì nó xảy ra vào cái giờ đã chơi và cũng chính là cái lần đầu tiên em được tiếp xúc với lại thế giới tâm linh. Nghe tiếng chuông á, thì học sinh túa ra ngoài và những cái trường tiểu học đa phần các bạn thấy là nó sẽ có những cái khu giải trí á, dạng như là cầu tuột, xong những cái ống chạy qua chạy lại và đặc biệt thường nó sẽ có cái đu quay. Gọi là đu quay vậy thôi nhưng thật ra nó giống dạng như kiểu là cái vòng xoay ngựa gỗ á, các bạn, nó có xoay tròn thì nó có khoảng 2-3 con thú á, và nó đẩy bằng sức người ha. Tầm khoảng 6-7 đứa học sinh, trong đó là có em Quỳnh này nè. Nghe tiếng chuông xong rồi chạy ra cái chỗ vòng xoay ngựa gỗ đó các bạn, mà leo lên trên đó. Khoảng tầm 2-3 đứa, 4-5 đứa leo lên, còn những cái đứa còn lại thì ở dưới mới dùng sức để bắt đầu đẩy. Và cứ chơi rất là vui luôn. Và em kể lại là mặc dù mới có 6-7 tuổi, mới học có lớp 1 thôi, nhưng mà kiểu quậy lắm, phá lắm, dạng thích chơi những cái trò mà cảm giác nó mạnh á. Và cứ chơi như vậy cho đến khi mà cái tiếng chuông reo báo hiệu cái giờ vào lớp, thì cũng chính là khi câu chuyện tâm linh bắt đầu. Nghe chuông, mọi người ngồi ở trên đó, em nhớ là tầm đâu khoảng 4-5 người đang ngồi ở trên cái vòng xoay ngựa gỗ đó và ở dưới đứng thêm tầm khoảng 3-4 đứa nữa. Thì em mới kêu là thôi tụi bay ơi, mấy bạn đừng quay nữa, dừng lại đi để cho tụi mình xuống. Thì khi này nè, lần lượt từng người xuống rồi cho đến khi chỉ còn có một mình cái ô á. Tức là cái vòng xoay ngựa gỗ đó thì thường một cái ô như vậy nó xoay tròn, có một cái trục trung tâm đúng không? Thì một cái ô như vậy sẽ ngồi được tầm khoảng 2 đứa trẻ con. Thì em Quỳnh này cùng với là một cái người bạn nữ nữa ngồi trên cái ô hình con thú đó. Và lúc mà hai em này tính đi xuống thì đột nhiên không có bất kỳ một cái lực tác động nào vào cái vòng xoay đó hết, nhưng nó tự chuyển động luôn các bạn. Khi mà thấy nó quay nhẹ nhẹ đó, em nghĩ trong đầu là chắc là mấy bạn mình kiểu nó lại xoay tiếp, nó chọc mình hay làm sao đó thôi. Nhưng khi mà cái vòng nó chạy được khoảng tầm 2-3 vòng rồi các bạn, thì em Quỳnh em nhìn xuống, cái khoảng cách của những cái người bạn mình đứng á, nó không phải là sát bên đâu mà nó cách cái chỗ mà cái vòng xoay này tầm khoảng nửa mét cho đến 1 mét. Có nghĩa là không thể nào nó với tay để mà nó quay cái vòng xoay này được. Và cái câu chuyện bất ngờ ở đây là càng ngày cái vòng xoay nó càng quay nhanh hơn, giống như là cái sức quay này phải là tầm 3-4 đứa con nít hợp lại hoặc là 2 người trưởng thành mới có một cái lực để đẩy cái vòng xoay nó xoay một cách vù. Giống như là máy chạy vậy đó. Và ngay chính lúc đó, có một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu của em á, là nó tự xoay đó Quỳnh ơi. Và đột nhiên em cảm giác là sống lưng của em lạnh hết trơn luôn. Khỏi phải nói rồi, sợ lắm. Mặc dù lúc đó là em chưa hề có một cái ký ức hoặc là một cái khái niệm gì rõ ràng về cái câu chuyện ma quỷ hoặc tâm linh đâu, nhưng cảm giác rất là sợ. Một phần là chứng kiến nó quá là kỳ lạ,
Cái thứ hai nữa là chuẩn bị tới giờ học rồi đi vào trễ, kiểu gì là cũng bị cô la. Cho nên là em khóc quá trời khóc luôn. Và cái người bạn mà ngồi chung cái ô con thú với em đó, là nó ngồi ngay xuống cái lòng á các bạn, ngay chỗ cái lòng con thú á, nó khóc quá trời khóc. Và những cái đứa trẻ con đứng xung quanh đứa nào đứa nấy la làng la sớm hết trơn. Cái khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn vô cùng luôn các bạn. Và dám chắc chắn luôn là không có bất kỳ một cái người nào hết ngoại trừ nhóm của em Quỳnh. Do là cái khu vực này nó cũng nằm xa, và khi chuông reo là mọi người đi vào trong hết trơn rồi. Và giữa cái lúc đó, tự nhiên em Quỳnh lại nghe tiếp thấy có một cái giọng nói, nói thẳng vào trong cái lỗ tai của em á, kêu á, là nhảy xuống đi. Và lúc này, em lưỡng lự lắm chứ, tại vì em rất là sợ té ngã. Cái vòng quay đang quay rất là nhanh. Mà các bạn biết, với một cái đứa trẻ con mà nhảy ra khỏi cái chỗ đó, ví dụ mình người lớn á, thì mình còn có thể lựa cái thế té mình đập cái chỗ nào, hoặc là mình tiếp đất bằng cái chỗ nào. Nhưng mà trẻ con thì nó đâu có nghĩ được nhiều vậy các bạn. Nó chỉ thấy là bây giờ quay nhanh quá, nó nhìn thấy thì nó sợ. Cho nên là thoạt đầu em Quỳnh em không dám xuống nha. Nhưng ngồi trên đó thì em không thể nào em chịu nổi nữa. Tại vì nó xoay vòng vòng làm cho em hoa mắt chóng mặt. Và nó rất là mắc ói. Cho nên cuối cùng em liều luôn. Em mới ôm cái người bạn của mình kêu là nhảy. Và hai em bay thẳng ra khỏi cái vòng quay đó. Té xuống, may mắn một cái là bị xây xát bên ngoài thôi, chứ cũng không có phải là chấn thương gì nặng hết. Và ngay cái lúc mà em vừa đáp đất á các bạn, mọi người mới chạy lại kiểu là đỡ em lên, mà thấy đứa nào đứa nấy là rơm rớm nước mắt, mà mặt mày kiểu mắt mũi coi là nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn à. Có nghĩa là nãy giờ tụi này nó cũng rất là sợ, chứ không hề có dấu hiệu gì của một cái sự chọc phá nào hết. Và em còn nhớ rất rõ nha, khi em và cái người bạn của mình rớt xuống khỏi cái vòng xoay rồi, thì cái vòng xoay nó vẫn không dừng lại nha các bạn. Nó quay như là trong chóng luôn. Và em cảm nhận được là nó quay mạnh tới mức là gió toát ra từ đó. Và cái chân của em còn kẹt ở trong cái gầm á, và bị cái đu nó sượt trúng. Khóc la sùm ở trơn. Và nghe cái âm thanh ồn ào như vậy thì cái cô bán căng tin đó các bạn, cô mới đi ra cô coi thử coi là có cái vụ gì. Thì khi mà cô bước gần tới chỗ của mấy em này nè, cái đồ quay tự nhiên nó quay chậm lại liền luôn. Nó quay chậm một cách rất là đột ngột. Và khi mà cô tới sát bên á, cô nắm chặt lấy cái thanh đu quay một cái, lập tức nó ngừng luôn. Cô có hỏi han đủ chuyện xong rồi cô kêu em Quỳnh á, là tại sao cái đu đang quay như vậy mà lại dám nhảy xuống, có biết như vậy là nó rất là nguy hiểm không. Và khi mà đưa mấy em này về phòng y tế xong rồi trả lại lớp á, thì giống như là kiểu biết đồn đại làm sao đó các bạn, miệng lưỡi thiên hạ làm sao đó. Thì em Quỳnh này em bị mang tiếng là do là ham chơi cho nên là làm các bạn té các kiểu này kia. Tại vì lúc nhỏ đó, cái tính của em Quỳnh này là giống dạng học sinh cá biệt, em rất là quậy. Cho nên là 1 đồn 10, 10 đồn 100. Mấy vị phụ huynh xung quanh không rõ là họ có biết được cái nguồn gốc, cái nguyên do và cái nguyên nhân thật sự là cái gì không. Nhưng mà cũng đi nói này nọ với lại gia đình của em Quỳnh lắm. Mặc dù em rất là muốn giải thích, nhưng mà em có kể cái câu chuyện là cái đu quay nó tự động quay, nhưng không ai tin lời của một cái đứa trẻ con mới có 6-7 tuổi hết trơn các bạn. Cái ngôi trường tiểu học của em á, thời điểm đó thì em chưa biết đâu, nhưng mà lớn lên độ khoảng tầm 2-3 tuổi nữa. Cụ thể là vào năm em học lớp 4 thì em cũng được nghe rất là nhiều những cái lời đồn đại của anh chị, hoặc là em nghe lén thầy cô nói chuyện đó. Trong cái ngôi trường này em không có kể chính xác là trường nào, nhưng mà kiểu nó nhiều những cái giai thoại. Ví dụ nha, bản thân em cũng đã từng một vài lần gặp, có thể là do cái căn của em nó yếu á. Ví dụ nha, những cái đồ dùng học tập của em á, khi đang để trên bàn, thỉnh thoảng á, hay biến mất lắm, rồi nhanh chóng xuất hiện ở lại chỗ cũ trong nháy mắt. Và trong khi đó mọi người đang viết bài hoặc làm bài tập, không ai quay lên quay xuống gì hết trơn, tự nhiên đồ đạc nó biến mất vậy đó. Và mọi chuyện nó cũng xảy ra ở cái mức độ tương đối bình thường như vậy thôi. Cho đến khi mà em học lớp 4. Lúc này thì học bán trú. Em cùng với là một cái người bạn rất là thân, tạm gọi tên là bé Ánh đi ha. Ăn cơm xong rồi, cho nên hai đứa rủ nhau vào phòng nằm tán dóc, nói chuyện linh tinh đồ này kia. Và cũng đang nằm lim dim chuẩn bị ngủ rồi. Thì tự nhiên á, hai đứa mỗi đứa đang nằm bên nè các bạn. Thì tự nhiên em nghe thấy cái tiếng rên của cái người bạn mình, và kèm theo cái câu nói là buông ra. Khi này nè, không hiểu chuyện gì hết,
Em mới ngồi bật dậy em coi. Thì ngoại trừ em và ánh xung quanh á, không có bất kỳ một người nào hết, do là các bạn ăn cơm chưa có xong. Thì quay qua thấy thằng ánh á, kiểu là nó vẫn nằm bình thường nhưng mà miệng nó mấp máy mấp máy mấp máy. Thì em mới hỏi: "Ủa, ánh ơi, gì vậy mày? Sao tự nhiên la làng la sớm tao hết hồn như mày?" Nhưng bạn ánh bản không trả lời nha. Thì lúc này em nghĩ chắc là nhỏ này nó mớ hay gì thôi, nên em mới nằm xuống. Nhưng ngay khi em vừa đặt lưng xuống chưa được khoảng 5-10 giây sau nữa, thì lập tức ánh trả lời lại liền, kêu á là: "Quỳnh ơi, có ai kéo tay tao mày ơi." Và khi mà em Quỳnh mở mắt ra các bạn, em quay qua chỗ ánh đang nằm á, thì em chứng kiến một cái cảnh tượng nó rất là kỳ dị luôn. Là em thấy cái cánh tay trái của bạn mình đang giơ thẳng lên cao, và cái hướng á, nó chết chết về phía đầu các bạn, và cả cơ thể của ánh á, nó cứ nhích dần càng ngày càng xa chỗ của em Quỳnh đang nằm. Một cái cảnh tượng nó rất là quái dị và không thể nào làm như vậy đúng lắm. Một cái tay của em giơ hẳn lên cao trời vào cái người còn lại cứ nhích. Tuy nhiên, khi đó thì em cũng không có nghĩ quá nhiều đâu. Em mới chạy lại, em nắm chặt lấy cái cánh tay trái đang giơ lên của ánh. Em mới đánh rất là mạnh vài cái, thì tự nhiên cánh tay các bạn nó mềm oặt ra luôn, nó rớt giống như là kiểu là thả tự do từ trên xuống, rớt xuống ngay chỗ cái bàn học á. Tại vì lúc mà ngủ bán trú là kê bàn lại với nhau mà, rớt xuống một cái đùng. Thì ngay khi này nè, em ánh giật mình tỉnh dậy và hỏi: "Mày có nhớ gì không? Sao tự nhiên nãy mày la hét quá trời vậy?" Thì em ánh trả lời á là: "Tao nhớ chứ. Tao nhớ rõ ràng hồi nãy tao cảm giác là có ai đang kéo cái tay của tao đi mày ơi." Nhưng câu chuyện tâm linh ở trong ngôi trường này chưa dừng lại đó. Bẵng đi một năm sau, là năm cuối cùng của tiểu học rồi. Em Quỳnh vẫn học bán trú nhưng đã chuyển qua một cái căn phòng khác ha. Và nó nằm ở góc trong cùng của hành lang tầng 3. Kiểu là nguyên một dãy từ bên trái sang thì nó nằm ở trong cùng mà các bạn. Và mọi thứ vẫn rất là bình thường cho đến một cái ngày nọ. Hôm đó là do làm nhiều bài ôn thi cuối kỳ á, cho nên là bản thân em Quỳnh em cũng hơi mệt mệt và em bực bội người nữa. Và cái điều quan trọng là em rất là buồn ngủ. Cho nên á, vừa ăn bữa trưa xong là em vội vã, em dùng hết sức em chạy tót lên trên tầng 3. Nhưng mà kiểu giống như là định mệnh á, chạy trời không khỏi nắng. Khi mà tới trước cái cửa phòng bán trú thì em thấy là cánh cửa này nó đã bị khóa trái ở bên trong rồi. Và em nghe cái người bạn cùng lớp của em kêu á, là hồi nãy ta cũng định mở cửa như mày đó, nhưng tự nhiên cái tao nghe cái cạch một cái, dạng là cái tay vặn á các bạn, nó có một cái chốt nhấn ở bên trong như vậy nè. Thoạt đầu á thì em cũng không quan tâm đâu, em cứ cố em vặn cái nắm đấm á, nhưng mà nó vẫn cứng ngắc, nó trơ lì ra mà nó không có chịu di chuyển nha. Cho nên em nghĩ chắc là có cái thằng nào á, nó trốn ở trong kia, nó bóp trái cửa lại để nó chọc em. Và sẵn là đang bực bội người nữa, em mới đập cửa rất là mạnh, và vừa đập em vừa chửi là: "Má mày, đứa nào mà chơi cái trò gì ngu dữ vậy? Ngon mày mở cửa ra đây nói chuyện đàng hoàng đi chứ." Vừa đập vừa chửi, vừa dứt câu thôi, lập tức cả em và cái người bạn đứng bên cạnh nghe một cái cạch. Cái tiếng này là cái tiếng cái người ở bên trong á các bạn. Nếu mà mình khóa cái dạng mà cái cửa bấm chốt á, ở bên trong nếu mà cái cửa đang bấm nha, mình mở ra thì nó sẽ nghe cái tiếng cạch như vậy. Và ngay khi mà em vừa chửi xong câu đó, cái tiếng cạch vang lên. Và cánh cửa khi này em đang vặn cái tay nắm ở bên ngoài, vặn một cái, nó mở ra luôn. Một cái câu chuyện nó rất là lạ lùng, một cái sự việc mà em không biết phải giải thích như nào hết. Nhưng mà thôi, khi này em không còn nghĩ nhiều nữa, đi vào trong tranh thủ nằm xuống để mà ngủ. Vừa vào tới phòng nha các bạn, em nhìn khắp lượt xung quanh, không thấy ai hết, nhưng em cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc mà em bật đèn, bật quạt lên thì mọi thứ nó vẫn rất là bình thường. Nhưng cho tới khi mọi người bắt đầu vào đông đông hơn, khoảng tầm hơn một chục bạn đó, đi lên trên những cái bàn để bắt đầu nằm ngủ, thì có những cái sự kiện kỳ dị xảy ra nha. Là những cái ô cửa sổ trong phòng tự động đóng mở, mà giống như là nó bị gió thổi vào rất là mạnh luôn các bạn. Tự mở ra xong tự đóng vào, tự mở ra xong tự đóng vào một cách liên tục. Mà lúc đó không phải chỉ có một mình Quỳnh cùng với lại cái người bạn lúc đầu mở cửa đâu, mà có khoảng thêm 8-9 người nữa. Tổng cộng là hơn một chục người đều nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy. Nhưng lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là trời sắp mưa hay gì rồi, nhưng mà không phải đâu. Cái điểm tiếp theo làm cho em bắt đầu sợ là cái cánh cửa ban nãy mà bị tự nhiên bị khóa trong á các bạn.
Nó giống như là có một cái sức mạnh vô hình nào đó, nó đẩy cánh cửa đóng sầm lại. Sau đó là cái chốt bấm á, nó tự động được nhấn vào bên trong luôn. Tới cái đoạn này, chứng kiến cái cảnh đó thì không thể nào không nghĩ là chuyện tâm linh được. Và một hồi sau chưa dừng lại đâu, khi mà cái cánh cửa nó đã bấm chốt và xong nha, một cái cơn gió thổi ngược coi nữa làm cho cái cửa sổ các bạn nó lại tiếp tục đập ra, đập vô, đập ra, đập vô. Thì khi mà các em này quay đầu nhìn lại về chỗ cái cửa chính á, thì thấy là cái chốt á, nó vừa được ấn ra từ lúc nào rồi và cánh cửa tự động mở ra lần thứ hai. Tất cả mọi người ở trong đó đều rất là sợ, khúm rúm co ro vào chung có một góc thôi và cứ chứng kiến cái cảnh tượng thổi đập, thổi đập, thổi đập kinh khủng như vậy. Cái khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn lắm và không ai dám rời khỏi căn phòng này hết trơn. Lý do là mỗi lần mà mọi người tính là chạy ra ngoài để thoát thân á, thì cánh cửa tự động nó đóng xong mở, xong đóng xong mở như vậy. Và có một cái điều rất lạ, nếu như cái âm thanh, cái tiếng gió, cái tiếng đóng cửa và cái tiếng cửa sổ nha, nó đập râm 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 thì chắc chắn là những cái cô bảo mẫu cùng với những cái chú bảo vệ hoặc là ai đó phải chạy lên để coi tình hình. Nhưng bây giờ á, không có bất kỳ một người nào đó lên luôn các bạn. 10-15 phút đồng hồ trôi qua, không ai lên là không ai lên hết trơn. Co ro cúm rúm lại với nhau. Bây giờ biết chắc chắn là gặp rồi, thì tự nhiên em Quỳnh á, có một cái luồng suy nghĩ tiếp theo giống như là ông bà tổ tiên em nhắc hay sao đó. Em mới nhớ tới cái câu chuyện là khi em lên trên đây nè, cái cánh cửa nó bị khóa trong, em mở ra thì không thấy ai hết, thì chứng tỏ cái người khóa trái không phải là người sống. Nhưng cái lúc mà chuẩn bị mở á, em đã lỡ em chửi là má mày, đứa nào mà chơi cái trò gì mà ngu xuẩn vậy, mau mở cửa ra đây. Thì em nghĩ có khả năng là mình xúc phạm tới người ta rồi, cho nên á, em ngồi yên một chỗ và em khấn ở trong đầu nha, là tụi con không có cố tình nói bậy đâu, chỉ tại cửa khóa lại tưởng có ai chọc ghẹo, cho nên á, là tụi con mới lỡ lời tụi con nói như vậy thôi. Và khi mà khấn xong câu đó các bạn, mọi thứ dần dà nó dịu lại và nó hết hẳn trước cái sự chứng kiến, cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong cái căn phòng ngày hôm đó. Tất cả mọi người không ai nói với ai một lời nào hết, nằm xuống và cố gắng là nhắm mắt đi ngủ ha. Và đến cái buổi chiều, khi mà đi kể lại cái câu chuyện này cho những cái người bạn học chung những cái phòng bán trú họ vô xong, hoặc là những cái phòng bên cạnh á, họ kêu là không hề nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh, cái tiếng mở cửa, đóng cửa, cái tiếng đập của cửa sổ và cái tiếng mưa, cái tiếng gió, cái tiếng sấm chớp á, lại càng không luôn. Có nghĩa là chỉ có những cái người có mặt trong cái căn phòng thời điểm đó thì mới chứng kiến được những cái cảnh tượng quái dị như vậy thôi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên xảy ra vào cái năm mà em Quỳnh này học lớp 1, qua tới cái sự kiện thứ hai. Lúc đó thì em trở thành học sinh cấp 2, học lớp 9 rồi ha. Cái trường cấp 2 của em có tổ chức một cái buổi thi kể chuyện về nhiều cái chủ đề ở trong cuộc sống đó. Thì cái buổi trưa ngày hôm đó em có ở lại trường để mà tập dượt cho cái phần thi của mình. Mà em thường có một cái thói quen là trước khi mà em tập thì em đều lấy cái điện thoại, dạng lúc đó em xài cái Nokia bấm phím á, em bật cái chế độ quay phim hoặc là ghi âm để mà em về nhà em nghe lại coi là cái phần đó của mình nó đã ổn chưa. Và cái buổi tập trưa ngày hôm đó vẫn suôn sẻ như bình thường cho đến buổi tối. Khi mà em về nhà rồi, em mở lại cái đoạn video lên để em coi. Ngoại trừ hình ảnh và cái giọng nói của chính em á, em còn nghe lẫn vô trong đó văng vẳng có những cái âm thanh nó hỗn tạp. Kỳ lắm kìa các bạn. Nó vừa giống như là tiếng của một cái đứa con nít 3-4 tuổi khóc, rồi sau đó cái âm thanh nó lên cao chót vót giống như là giọng của một cái người phụ nữ. Nó cứ eo éo và tiếp theo là những cái tiếng nó ngàn ngẹt, trầm nó đứt quãng. Nó giống như là có rất là nhiều người khác nói vào trong cái đoạn video đó của em. Và khi em nghe được một xíu rồi thì nó rè. Cả một cái đoạn video luôn, nó rè giống như là đài radio mà mất cái tín hiệu vậy đó. Và cuối cùng là nó im bặt luôn.
Nói chung là cái trường học của em lúc đó không phải là yên tĩnh hẳn gì đâu, cũng có tiếng động nhưng là chỉ mấy cái lớp khác đùa giỡn chơi bời cùng nhau thôi. Chắc là cũng ở lại tập giống như em, nhưng những cái âm thanh đó nghe là biết liền à, chứ không có phải giống như là những cái tiếng này. Và đặc biệt là trong trường cấp 2 thì cái tiếng con nít ở đâu mà thu rất là rõ vào trong cái điện thoại của em như vậy. Và tất nhiên các bạn cũng biết là quay video thì đâu có để xa quá làm chi đâu, mình cũng chỉ để gần khoảng tầm 2 3 mét thôi. Thì những cái âm thanh đó ở đâu mà lọt vào trong cái điện thoại của em. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, em đem lên lớp cho những cái người bạn coi thử á các bạn, thì tất cả mọi người đều nghe kỹ là có những cái tiếng tạp âm nó rất là lạ, và đặc biệt ai cũng nghe thấy tiếng con nít khóc á. Đứa thì kêu á cái này là giống cái tiếng gió quá, nhưng đa phần mọi người đều khẳng định đây là cái tiếng của đứa con nít khóc mày ơi, chứ làm gì mà có tiếng gió nào mà nghe cái kỳ lạ như vậy. Thì tự nhiên ở trong nhóm có một cái chị ha, dạng trường chơi chung đó, cái chị này là chị học trễ năm đó, chị lớn tuổi hơn, cho nên là chị đi qua chị khều vai của em Quỳnh này nè, và chị kêu á là Quỳnh ơi, mày có tin tao không? Nếu mày tin tao á thì mày xóa ngay cái đoạn video này đi. Không hiểu lý do vì sao mà chị nói như vậy ha, nhưng em biết chắc chắn luôn nguyên nhân chỉ có là về vấn đề tâm linh thôi. Em tự nhủ trong lòng á là thôi do em không biết, em lỡ dại các kiểu, em quay vô tình trúng người ta, cho nên là em nhanh chóng em xóa đi. Và từ đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cái điện thoại của em á, lúc bình thường thì không sao nha, nhưng mà khi mở cái chế độ ghi âm hoặc là quay video ở trong trường em á, thì chỉ nghe những cái tiếng tút tút tút, những cái tiếng rè 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 rè, giống như là radio mất tín hiệu, hay nói đúng hơn á, có thể là những cái vong hồn trong ngôi trường này không muốn cho em ghi lại hình ảnh cũng như là cái giọng nói của họ nữa. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này thì em Quỳnh được nghe một cái người bạn hồi học cấp 2 của mình kể lại về một cái vụ việc xảy ra ở làng quê của bạn kia. Nó tên là khổ qua nhồi ruột. Như các bạn cũng biết đó, ở dưới quê thường là người ta đi họp chợ rất là sớm. Tầm khoảng 4-5 giờ là thấy họ tay giỏ vai gánh đi ra chợ rồi, kẻ mua người bán đủ thứ hết trơn. Và cái câu chuyện này kể về một cái bà, buổi hôm đó là bà cũng như bình thường thôi, khoảng tầm mới gần 4 giờ là bà bắt đầu bà gánh cái hàng khổ qua đó, bà đi bán. Và gần đó cũng có mấy người nữa đi chung, tầm khoảng 2-3 người gì nha. Và đang đi giữa chừng á, thì cái bà này tạm gọi tên là bà A đi, bà nhìn thấy một cái người đàn ông. Bà không có nhớ rõ mặt mũi như thế nào hết, nhưng mà bà kể lại đó, cũng dáng dấp là cũng trung niên rồi. Tại vì lúc đó là cái trời nó còn mờ mờ, nó chưa có tỏ các bạn. Thì cái người đàn ông đó mới tiến lại ngay chỗ cái gánh khổ qua của bà A này nè, rồi kêu á là bà ơi, bà bán cho tôi trái khổ qua đi. Thì bà A này bà cũng thấy bình thường thôi, bà cũng bán. Và các bạn cũng biết kiểu là những cái người mà ở buôn bán đó, đặc biệt là dưới quê chòm xóm này kia là hay hỏi thăm quan tâm nhau lắm. Thì bà A này nè, bà thấy cái ông đó mua khổ qua thì bà cũng vừa lựa xong rồi bà hỏi là ủa, ông mua khổ qua làm gì vậy? Mà sao nhìn mà ông lão quá ha, mà đàn ông lâu lắm rồi mới thấy đi chợ sớm, bây giờ này tôi còn gánh ra chưa có tới nơi nữa mà ông đó kêu tôi lại ông mua rồi. Thì bà hỏi là bởi ông đem khổ qua về ông xào phải không? Thì cái người đàn ông kia kêu là không phải, cái khổ qua này tôi đem về tôi không có xào. Thì bà này bà lại hỏi tiếp các bạn, ủa nếu không xào vậy ông đem về ông nấu canh hả? Thì ông kia ông lại trả lời tiếp á là không phải, lấy cho tôi hai trái khổ qua đi, tôi không có phải đem về nấu canh. Mà nếu bình thường ta nghe vậy thôi đi không, nhưng bà này kiểu giống như là bà mắc hỏi á các bạn. Bà hỏi tiếp là ủa chứ ông không nấu canh vậy ông đem về ông nhồi hả? Thì tới lúc này các bạn, cái người đàn ông kia kêu là ừ đúng rồi, tôi đem về để mà tôi nhồi đó. Và lúc mà cầm hai cái trái khổ qua xong ông tính quay đi, thì cái bà A này nè, giống như là ai khiến bà vậy, ai cậy miệng bắt bà nói bà lột lưỡi hay sao đó, thì bà kêu tiếp ủa ông đem khổ qua về ông nhồi thịt hả? Thì lúc đó thấy cái người đàn ông kia đứng lại nha các bạn. Sau đó ổng trả lời nhưng mà ổng không có quay mặt về phía của bà A nha. Ổng kêu á là không phải đâu, tôi nhồi với lại ruột của tôi nè.
Và ngay cái câu đó, lúc mà ổng quay lại, một cái cảnh tượng vô cùng là khiếp đảm luôn. Cái ổ bụng của ổng ban nãy bình thường bây giờ mở tan hoang ra, cái ruột nó dài thông lòng ra ngoài. Vài mấy cái người đi chợ thấy như vậy sợ lắm, khoảng 2-3 người cùng với lại bà A này nè, thấy như vậy la bài hải bà hải bà hải, bỏ hết đồ đạc á, xúm nhau 3 chân 4 cẳng chạy nhốn nháo cái lên. Và riêng cái bà A đó, khỏi phải nói rồi các bạn, sau khi mà bà nhìn trực diện cái người đàn ông đó, vì lý do là bà hỏi quá nhiều đi, khỏi buôn bán gì nữa, cả ngày hôm đó là bà bệnh, coi như là bà nằm liệt giường sốt luôn cả một tuần trời sau á, thì bà mới tỉnh. Và ở dưới quê có nhiều những cái câu chuyện giống như vậy lắm. Cái người bạn hồi học cấp 2 của em Quỳnh cũng kể thêm một cái câu chuyện nữa. Ở quê của cái bạn đó có một cái bà kia, thì bà kể lại cho cô bạn này nghe ha. Là cái vụ này xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó là bà cũng còn nhỏ tuổi lắm. Thì có một cái cặp vợ chồng, buổi đêm thì người ta đi chài lưới vào cái quê của cô bé kia, em Quỳnh không nói chính xác, nhưng mà nó gần biển. Thì buổi đêm á, có hai vợ chồng đó là đi đánh bắt, kiểu là đi biển đêm đó. Nhưng mà ngày xưa thì làm gì mà có dự báo thời tiết hoặc là báo động hay gì đâu. Thì hai vợ chồng coi như là đi hên xui đó. Và lúc mà đẩy cái thuyền ra thì thấy là kiểu trời quang mây tạnh, kiểu trời nó đẹp lắm kìa. Nói chung là không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là chuẩn bị bão hết. Thì hai vợ chồng đi như bình thường, nhưng đâu có ngờ các bạn, đêm đó mưa, giông, gió, lốc, mưa bão sùm hết trơn. Và các bạn tưởng tượng đi, ở giữa biển mà mưa bão thì nó kinh khủng như thế nào. Lành ít dữ nhiều rồi. Và quả nhiên buổi sáng hôm sau thì không thấy hai vợ chồng này quay về nữa. Cho nên là bà con mới là kiểu lục tục kiểu kéo nhau đi tìm đi kiếm đó. Và lúc mà đi ra ngoài biển thì chỉ thấy có mỗi chiếc thuyền thôi. Giống như là đi xong rồi mưa giông gió sóng á các bạn, nó đánh thẳng vào bờ, vật dụng đủ kiểu cùng với xác của cái người chồng. Nhưng mà người vợ thì tìm không có ra. Người nhà nè, bà con chòm xóm lặng hụp gào khóc kêu gọi quá trời, dông thuyền ra tìm đủ thứ nhưng không thấy được là không thấy. Và cho tới cái bước đường cùng rồi họ mới quyết định là thôi bây giờ chắc là phải đi tìm thầy. Qua tới nhà ông thầy các bạn, chưa kịp nói gì hết, vừa bước vô sân thôi thì ông thầy đã kêu á, đi vô rừng mà tìm đi, xác của cổ á trôi dạt vào rừng rồi đó. Và khi mà nghe xong thì mọi người cũng dạng kiểu nửa tin nửa ngờ á. Tại vì cái chỗ rừng mà ông chỉ là cách khá là xa, không có lý nào trong một đêm lại tấp vào đấy được. Cho nên là hy vọng nó cũng nhỏ nhoi lắm. Nhưng mà lúc tới các bạn, mới có khoảng đâu tầm tiếng đồng hồ thôi, không sai nha, đúng như lời của ông thầy nói là thi thể của cái người vợ đó trôi vào cái mé rừng và bị mắc lại tại một cái bụi cây. Các bạn biết rồi đó, những cái người mà chết đuối như vậy, cái tình trạng cơ thể của bà lúc đó, cái người bà của người bạn kể lại với lại, xong rồi bạn nó kể lại cho em Quỳnh nghe đó, là cái xác nó trương to gấp 3 lần cái người bình thường và cái bụng nó to đến nỗi mình nứt cả cúc áo luôn. Nói chung là cái nhân dạng nhìn nó rất là đáng sợ, nhưng mà cũng rất là thương tâm các bạn. Tại vì kiểu xin nghề tử nghiệp đâu có ai biết được, khắp người của bà lở lét kiểu, nó giống như là cái xác nó bị không có toàn vẹn, dạng như là rớt xuống biển xong rồi bị cá nó rỉa rồi này kia đó. Và không ai tưởng tượng được là trong một đêm lại có một cái vụ việc kinh hoàng như vậy. Và đúng lý ra mọi chuyện cũng rất là bình thường, cho đến khi có một cái người dạng như là bà con dòng họ của cái người vợ đó, tạm gọi tên người vợ là cô Bích đi, thì cái người bà con tên là bà Lam. Cái bà này nè, bà tới bà nhìn thì thôi giờ biết là kiểu người nhà của mình, người thân của mình cũng mất rồi, không nói được câu nào tử tế thì thôi im miệng lại. Thì bà lại kêu á là trời ơi, sao cái xác này mà nó thúi dữ vậy, nó hôi, nó thúi mà nó thấy ghê quá. Nói chung là làm cái thái độ rất là già biểu và nó không có được đúng á. Những cái người xung quanh nghe như vậy cũng biết lắc đầu thôi, nhưng giờ đâu nói được gì bà, nên là cuối cùng là đưa xác về làm đám ABC các kiểu. Thì nghĩ là không có gì hết nha, nhưng đến cái buổi tối trong cái ngày hôm đó luôn, ở trong cái gia đình của bà Lam nó có một cái người cháu nhỏ. Cái người này còn là nhỏ nhất ở trong nhà luôn, đang ngồi ăn cơm bình thường tự nhiên, mắt của cái cô bé đó nó trợn lên các bạn, xong nó chỉ thẳng vào mặt của bà Lam này á, mạng bé kêu, mày đúng không, mày dám nói tao vậy đúng không. Thì cái bà Lam kia lúc đầu bà cũng ngỡ ngàng, tại bà đâu hiểu sao nhỏ này tự nhiên nó hổn quá ta. Thì bà mới chửi, ê mày làm gì mà mày hổn với tao dữ vậy. Nhưng nghe dứt cái câu này các bạn, cái gương mặt á của cái cô cháu gái kia
Hai con mắt của nó nha, càng ngày càng trợn ngược lên, xong rồi nó lông sòng sọc sòng sọc sòng sọc, và cái nét mặt đó, nó tối sầm lại luôn, làm cho bà này rất là sợ. Sau cùng á, cái người nhập vào trong xác của cô cháu gái mới nói là: tao nè, mày dám nói tao như vậy hả? Mày dám nói cái xác của tao thúi hả? Tao đã chết rồi mà mày còn dám nói tao như vậy hả? Thì nghe tới đây, tại vì lúc chiều á, cô Bích của chết thì mọi người ở trong dòng họ, bao gồm cả nhà của bà Lam này nè, cũng thấy chứ, và cũng nghe cái câu của bà nói luôn. Cho nên là tới đây biết là chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà gia đình á, dạng như kiểu là giống như gặp ma vậy đó, cứ vờ như là mình không thấy, vờ như mình không biết gì hết trơn. Thì gia đình này áp dụng đúng vậy luôn nha các bạn, cứ một mực là chối bay chối biến. Xong rồi kiểu á, bà Lam này bà cứ đứng: ê mày không được hổn nha, mày nói khùng nói điên gì vậy? Mặc dù trong lòng bà đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Và những cái cụ ông cụ bà lớn tuổi trong nhà đó thấy như vậy thì mới biết là thôi cái ca này chắc khó quá rồi, hồi nãy giờ mình giả bộ hoài mà nó không chịu đi, cho nên là mấy nói thiệt luôn. Xong rồi á, kiểu là cái vong á, nhập vào trong người của đứa cháu gái cũ Bích đó các bạn, cổ chửi dữ lắm, cổ kêu là: sao tao chết rồi mày không nói được câu nào tử tế thì thôi, tại sao mày lại dám chê cái xác của tao như vậy? Thì mọi người á, người lớn nè, xong rồi á, ba mẹ của cái bà Lam kia, xong rồi gọi gia đình của cô Bích đó qua, xong rồi khuyên răng các kiểu, giảng hòa đủ thứ, nói chuyện đâu là hơn cả tiếng đồng hồ á, thì cái vong hồn của cô Bích mới chịu nguôi và xuất ra khỏi người của cái cô cháu gái kia. Những cái chuyện ma ở dưới làng quê thường xảy ra bằng vào cái ngày xưa, thì các bạn biết đất thì rộng, người thì ít, cây cối thì nhiều. Và đặc biệt có một cái câu chuyện thường gặp ở tất cả những cái vùng đó là ma giấu. Thậm chí đến cái thời điểm hiện tại ở những cái vùng quê xa xa là cũng hay xảy ra những cái câu chuyện này ha. Và cái cô bé đó còn kể thêm cho Quỳnh một cái câu chuyện nữa. Nhà ngoại của cô bé đó là chỉ cần đi qua một cái cầu khỉ, bắc qua một cái mương là sẽ đến được cái nhà của bên ngoại của cô bé này nè. Nhưng mà trước khi đến được căn nhà của ngoại thì phải đi ngang qua một cái căn nhà bỏ hoang. Căn nhà đó hồi xưa là của một cái bà từng ở đó, sau thì không biết sao mà bà bỏ xứ bà đi làm ăn đó. Thì cuối cùng căn nhà tạm của bà, nhà xưa cũng chỉ giống như kiểu nhà nó xây cọc gỗ, xong rồi kiểu tường xung quanh thì nó bằng gỗ thôi các bạn, chứ không phải là được kiên cố gì đâu. Thì bà bỏ đi căn nhà đó, cuối cùng là không ai ở, biến thành cái nhà hoang. Và những cái người dân ở còn lại ở trong làng, trong thị xã đó, thì người ta dùng cái căn nhà đó để mà đựng dừa ha. Thì bên ngoài cái căn nhà thì cũng có một cái chốt móc khóa lại như bình thường thôi. Thì mọi chuyện đáng lý ra là không có gì hết, cho đến một cái đêm. Ông này nè, ở trong xóm ông này ông hay nhậu lắm các bạn, hay nhậu dã man luôn, và ông đi về rất là khuya. Ông say xỉn lắm rồi, đi siêu siêu vẹo vẹo, loạn choạng. Và lúc mà ông đi ngang qua cầu khỉ đó, những cái điều sau đây là lúc mà ông tỉnh ông kể lại nha. Lúc mà ông đi ngang qua cầu khỉ, tự nhiên ông thấy lạnh sống lưng lắm. Ông thấy là kiểu người ông nó lạnh mà giống như nó lả đi luôn á. Giống như bình thường mình say rượu thì bao giờ mình cũng sẽ cố gắng là mình để đi thẳng đúng không? Mặc dù là mình không đi thẳng được đâu, nhưng mà lúc nào trong đầu mình cũng cố gắng là mình đi thẳng. Thì ông này ông kêu á là: tao cố gắng tao nhắm cái hướng đó tao đi, nhưng rõ ràng tao thấy á là tao đi chết về cái phía bên trái này nè, giống như là có ai dẫn tao đi vậy đó tụi bay. Và kết quả nha các bạn, ông có đi lủi thủi cho đến sáng ngày hôm sau. Những cái người dân ở trong đó, người ta dậy sớm, người ta ra đồng các kiểu đó, thì người ta nghe thấy tiếng kêu cứu. Cái tiếng kêu cứu quá trời kêu cứu luôn, thì người ta mới túa ra người ta coi: ủa gì vậy, mà ai kêu cứu, kêu cứu đâu vậy? Thì cuối cùng lần theo cái âm thanh thì biết được là nó phát ra từ trong chính cái căn nhà hoang để cái trái dừa đó, để mấy cái trái dừa đó. Thì người ta mới đi vô, nghe tiếng đúng là trống rồi. Cửa bên ngoài thì vẫn khóa nha các bạn, nhưng khi mở ra đó, thì cái ông này ổng nằm giữa cái đống dừa luôn, mà tay chân của ổng là bị đè cứng, mà kiểu là nó giống như là cái căn nhà thì để toàn là dừa, mà dùng một hai trái lên người mình thì cũng sao, nhưng đây mấy chục cái buồng nó đè lên trên người của ổng. Lúc đó thấy như vậy rình hết từng cái buồng dừa ra để cứu ông này ổng đi ra ngoài. Và lúc cái mặt ổng á các bạn, nó xanh chành như là tàu lá chúa vậy đó, tại vì chính bản thân ổng cũng không hiểu tại sao mà ổng lại có thể chui vô trong đây để ổng nằm được. Và khi mà ổng kể cho mọi người nghe đó, thì biết chắc chắn là ổng bị ma giấu rồi. Tại vì bên ngoài nó có một cái chốt khóa, thì những cái người dân, những cái người mà dùng cái căn nhà đó để đựng dừa đó, thì người ta giữ cái chìa khóa, và ông này ổng không có, thì làm sao mà ổng đi vô trong cái căn nhà này được, và làm sao mà ổng chui vô dưới những cái đống dừa khổng lồ như vậy để mà ổng bị đẹp.
Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ ba, qua đến sự kiện thứ tư. Sự kiện này thì em Quỳnh cũng được nghe một cái người bạn hồi học cấp 2 kể lại, và bạn này tên là bạn Ngọc ha. Ngọc thì em Ngọc á thì học lớp 6, lớp 7, lớp 8 ở dưới quê, đến cái năm lớp 9 á, thì mới chuyển lên học cùng với Lệ Quỳnh. Và câu chuyện này em Ngọc được nghe một cái cô giáo dạy lịch sử của mình kể lại, là một câu chuyện ma sông nước ha. Ngày xưa ở cái vùng nhà của cô giáo đó, tạm gọi tên là cô Ánh đi, thì có một cái cô gái. Cô này là cực kỳ nổi tiếng tại vì làm kiểu giống như là ở trong quán bar đó các bạn. Không biết cái thời điểm đó mà cô có cái cô gái làm quán bar đó, thì không biết là có cái chuyện buồn phiền hay là giận dỗi hoặc là kiểu bế tắc gì trong cuộc sống hay là không. Nhưng mà lúc đêm đó cô đi làm về rất là muộn, trễ lắm kìa, lúc mà nửa khuya rồi và do hơi men quá nhiều, cho nên lúc mà cô lái xe lên cầu á thì cô bị công an thổi vào định phạt tiền giam xe các kiểu. Cô mới lật đật là cô gọi điện cho bạn trai mình ra bảo lãnh. Nhưng mà lúc đó anh bạn trai thoái thác trách nhiệm luôn. Ảnh kêu là không, anh không ra đâu. Mà tỏ thái độ rất là cọc cằn, em tự giải quyết đi. Và nói qua nói lại một hồi, hai người này tranh cãi rất là nảy lửa. Đợi một hồi, cứ nghĩ đâu là người yêu mình nói như vậy thôi, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến. Nhưng mà gọi đi gọi lại đứng chờ lâu ơi là lâu luôn, cũng không thấy bóng dáng một ai hết các bạn. Vừa nóng giận nè, vừa buồn tủi nè, cộng thêm với cái tinh thần của cổ, không biết là câu chuyện gia đình của cổ có gặp cái bế tắc gì hay không, nhưng chắc chắn là có. Với lại cái việc là cổ đang say xỉn, mà những cái người ta đang bế tắc mà có rượu có bia vô rồi thì có khả năng là người ta sẽ làm liều lắm các bạn. Cho nên lúc mà cô ta bị bắt ở ngay chỗ cái cầu á, cô ta không nói không rằng gì hết, đi lại ngay chỗ thành cầu và một phát một nhảy xuống cái lòng sông luôn. Thời điểm đó thì nước bên dưới đó là xoáy, nhấn chìm luôn cô gái này các bạn. Và qua ngày hôm sau á, người ta phải tốn rất là nhiều công thì mới vớt được cái thi hài cổ lên. Và báo chí cũng có đăng tin về cái vụ này ha. Nói chung là xôn xao cả một vùng vào cái thời điểm đó. Và cô Ánh, cô giáo của em Ngọc này nè, lúc mà cổ mới vừa biết tin thôi thì cổ nhận được một cái cuộc điện thoại của con gái cổ kêu là mẹ ơi, mẹ đi đường khác về nha, đừng có đi cái đường gần nhà mình nữa, cái đường mình hay đi đó. Do là người ta đang vớt xác của cái cô gái nhảy cầu tối ngày hôm qua đó, thì hóa ra là cái xác của cô gái kia trôi đến khúc sông trên cái đường về nhà của cô Ánh này nè. Và thoạt đầu tiên thì cũng không có nghe ai nói câu chuyện gì hết trơn, cho đến khi mà cái sự việc á nó dần dần nó lắng xuống rồi. Thì buổi tối hôm đó có một cái chú này không phải là dân trong vùng đâu, mà chú từ xa chú tới. Và xui cái đó là đang chạy giữa đường thì cái xe của chú đột nhiên nó chết máy. Và trời lúc đó là cũng tối rồi, chú đang loay hoay chú định dắt xe đi tìm cái chỗ sửa, thì bất ngờ từ đâu á các bạn, có một cái cô gái cổ đi lại ngược chiều á, đi ngược chiều xong rồi nhìn qua bên đường, thấy chú này đang kiểu đang dắt xe thì cô mới tiến qua bên kia, xong rồi cô hỏi là chú ơi, xe của chú bị sao vậy? Xe của chú cần sửa hả? Thì chú kia, chú cũng gật đầu, chú cười giả lả, xong rồi chú cũng hỏi thăm các kiểu thôi. Là ừ đúng rồi, con biết chỗ nào sửa xe không? Con chỉ giúp chú đi. Thì cô này cô cũng rất là nhiệt tình nha các bạn, cô kêu á. Là chú đi vào cái con hẻm trước mặt á, quẹo phải là có cái chỗ sửa xe nha. Và khi mà vừa mới dứt câu là cái cô này á, cô quay đầu, cô bỏ đi mất tiêu luôn. Thậm chí là cái chú đó chú chưa có kịp nói lời cảm ơn nữa. Thì đi theo cái sự chỉ dẫn của cổ đi vào con hẻm đó thì đúng thiệt là có một cái tiệm sửa xe như cái cô gái đó nói. Và khi mà chú này chú sửa xong rồi đó, chú cảm ơn cái thợ sửa rối rít xong rồi chú mới hỏi là anh ơi, anh biết nhỏ gái nào quanh đây không? Thì tự nhiên nghe vậy cái người chủ mới giật mình là ủa sao tự nhiên anh hỏi vậy, anh là người từ cái nơi khác đến đây đúng không? Thì cái chú đó chú mới trả lời là dạ đúng rồi, tôi lỡ đường. Tại vì nãy đang dẫn xe thì gặp nhỏ gái, thì tôi hỏi nó là có biết chỗ nào sửa không, thì nó chỉ tôi vô đây nè, chứ không chắc là tôi dẫn bộ cả đêm nay luôn đó. Giờ tôi định tìm nó để cảm ơn mà ông anh biết nó ở đâu không? Thì cái ông chủ tiệm sửa xe các bạn đi lại gần cái người lạ mặt kia và đưa cho ông ta coi cái hình của cái cô gái đó, hỏi là phải nhỏ này không? Thì cái người khách xa lạ các bạn reo lên mừng lắm kìa. Đúng rồi, là cô bé này nè, ông anh biết nhà nó đâu không? Chỉ tôi với. Thì cái chú thợ sửa xe các bạn, ông này cũng dạng oái oăm lắm. Thay vì nói thiệt thì ông không kêu đâu nha. Ông mới trả lời là nhà nó gần đây nè, mà ông biết giờ con bé đó làm sao rồi không?
Thì cái người khách kia đâu có hay chuyện đâu, các bạn mới kêu là ủa sao vậy, sao vậy, mà sao tự nhiên cái ông ngập ngừng vậy, à, tôi đâu quen biết gì đâu, sao mà tôi biết nhỏ đó làm sao được. Thì cuối cùng cái ông thợ sửa mới chịu nói thiệt á, là ông biết đúng rồi, tại vì ông là cái người từ xa tới đây, cái con nhỏ đó nó chết rồi. Vừa nói dứt câu thì cái ông khách kia không có tin vào cái lỗ tai của mình, tại vì cái lần tiếp xúc ban nãy các bạn nó rất là bình thường luôn, không phải là hồn ma bóng quế giống như hiện ra như trong phim trong ảnh gì đâu, nó rất là bình thường, cho nên là ông khách này ông không tin. Thì ông mới hỏi là chết làm sao, ông nói gì mà điên khùng vậy, rõ ràng nãy tôi mới gặp nó gần mét xong kia kìa. Thì nghe tới đó các bạn, ông chủ tiệm này ông cũng biết rồi, lập tức ông lấy cái tờ báo đưa cho cái ông chú này xem, rồi tuần tự kể lại đầu đuôi sự việc. Hai người đàn ông nhìn nhau không ai nói câu nào hết trơn nha các bạn. Cái ông khách lạ mặt kia chỉ biết cảm ơn, sau đó là lái xe và lập tức mau chóng là rời khỏi cái khu vực này, không có dám quay đầu nhìn lại thêm một giây một phút nào nữa. Và cái câu chuyện liên quan tới cô gái này chưa dừng lại đâu. Ở gần cái khúc sông mà vớt được cái thi hài của cô đó thì có một cái cặp vợ chồng. Có một cái đêm nọ khi hai vợ chồng đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe thấy cái tiếng lục đục ở trong nhà bếp. Cái tiếng bới cơm, bới canh, cái tiếng loảng xoảng của nồi niêu son chảo đó. Bà có nghe thấy như vậy. Lúc đầu thì tưởng là chuột bọ nó chạy ngang qua thôi, nhưng mà càng ngày cái tiếng động nó càng lớn. Cho nên là hai vợ chồng mới tỉnh. Xong rồi bà vợ kêu là anh đi xuống anh coi coi, nhiều khi có phải ăn trộm hay là gì không. Thì ông chồng kêu chắc là chuột thôi, ăn trộm nào được, bị là cái nhà bếp của ông á, là nó xây lấn ra ngoài mé sông thì làm gì có ăn trộm mà đi vào đường đó. Nhưng mà bà vợ vẫn kêu là anh xuống anh coi thử coi. Thì lúc mà đi xuống các bạn, kiểm tra tất nhiên là không thấy bất kỳ một cái gì mà kiểu lạ lùng, cũng như là không thấy bất kỳ ai hết. Thì khi này ông chồng kiểu tặc lưỡi, xong rồi chửi là cái mấy con chuột này, xong rồi cứ đập đập đồ, nhưng mà kiểu rất là bực bội vậy đó, bị là đang ngủ bị phá giấc mà. Thì ông mới quay trở lại giường, và khi này cả hai vợ chồng nằm cùng một cái giấc chiêm bao. Hai vợ chồng đều thấy là mình đang nằm ở trên giường ha, nhưng mà ở dưới cái nhà bếp các bạn, cái ánh sáng nó hắt lên thì hai vợ chồng thấy có một cái người con gái toàn thân ướt như là chuột lột luôn, đang đứng ở trong bếp nhà của hai vợ chồng kêu á, đói quá, tôi đói quá, tôi lạnh quá, cúng cho tôi bát cơm đi, cúng cho tôi chén cơm đi, tôi đói quá. Vừa chứng kiến cái cảnh tượng đó các bạn, hai vợ chồng lập tức giật mình tỉnh dậy trong cái thực tại. Và khi này hai vợ chồng nhìn nhau, tại vì đâu có ai nghĩ là kiểu mơ cùng một giấc mơ đâu, nhưng mà giật mình cùng lúc ha, thì mới hỏi qua hỏi lại thì biết rồi, thôi chết bà rồi. Thì ra cái âm thanh ban nãy không phải là chuột bọ, mà chính là oan hồn của cô gái vừa mới chết do nhảy sông tự tử. Ngọc còn kể thêm cho Quỳnh một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này liên quan tới cái vấn đề bị vong nhập ha. Ở trong xóm của Ngọc có một cô bé tầm khoảng cái thời điểm đó đó là trạc trạc tuổi với Ngọc. Cô bé đó năm đó khoảng tầm 12 đến 13 tuổi. Thì trẻ con dưới quê hay đi tắm sông mà các bạn. Thì cái bữa đó đang tắm rất là bình thường, nhưng mà có một cái điểm kỳ lạ là những cái bạn nhỏ ở trên bờ đó lên lâu lắm rồi, nhưng đợi hoài không có thấy cái cô bé kia. Cái cô bé nó tạm gọi tên là Đào đi. Đứng đợi hoài, sao mọi người mới hỏi là ủa Đào đâu rồi ta, sao mà nó ngụp lặng mà lâu quá mà không thấy nó lên ta. Thì trong cái lúc mọi người đang nghĩ tới không biết con bé này nó có bị đuối nước hay là gì không, thì mới vội vàng hô hoán xong mà nhảy xuống dưới á. Thì bất chợt đang lặn hụp mò tìm thì thình lình con bé Đào này các bạn, nó mới ngoi cái đầu nó lên. Nhưng mà lúc nó bơi vào trong bờ á, nó bước lên trên á, thì cái tướng đi của nó lạ lắm. Em Ngọc này kể lại là nó giống như là một cái khúc gỗ vậy đó các bạn. Tay nó đơ, xong rồi một tay của nó cứ cong vòng nè, đặt trước ngực. Và cái điều này nó rất là khác so với lại cái dáng vẻ của bé Đào này thường ngày. Và có một vài những cái người dân đứng ở xung quanh nha, nhìn vào cái tướng đi đó tự nhiên kêu á, khều khều nhau. Xong rồi nhìn kêu là ủa sao này nhìn thấy quen ta, sao này nhìn cái điệu bộ này quen ta. Nhưng mà họ cũng không có để ý gì nhiều hết các bạn. Và lúc mà mẹ của bé Đào đó thấy con, tại vì nãy giờ mọi người đang tri hô quá trời mà,
tưởng đâu làng bé làm sao. Thì thấy con như vậy rất là mừng, vội vàng chạy tới xong mà hỏi thăm bé có bị sao không. Nhưng mà con bé này dạng giống kiểu mặt của nó xanh chành vậy đó, nó không nói câu nào hết trơn nha. Thì tưởng đâu chắc là con mình bị lạnh hay sao nên là mới dẫn bé về nhà. Thì lúc mà tới nơi rồi đó, con bé vào trong nhà rồi, mọi người xung quanh cũng rất là hiếu kỳ, bị là từ lúc mặt nhỏ này xuống tới cái lúc tri hô cho tới cái lúc con bé này nó trồi lên á, thì cái khoảng thời gian nó rất là xa, rất là đông người, rất là dài, tức là rất là đông người xung quanh đó đều chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy. Chắc chắn nếu con bé này nó tắm bình thường mà nó lội, nó hụp ngụp lặng nó lấy hơi các kiểu thì bắt buộc phải có người thấy. Nhưng đây không ai thấy hết trơn các bạn, tự nhiên nó biến mất xong nó trồi lên. Cho nên là mọi người hiếu kỳ lắm, đi qua nhà mẹ của bé Đào này nè. Lúc đó là nó đang ngồi lên trên một cái phản gỗ ha. Thì mẹ nó cũng với lại mấy người xung quanh á, thì cũng hỏi là con đi tắm ở đâu vậy, sao đi tắm ở đâu xa vậy, mọi người tìm muốn chết. Thì đến khi này con bé mới bắt đầu nói nè. Nó kêu á là: ê, mày nói gì đó, tao lớn tuổi hơn mày nghe chưa, con cái gì mà con. Lúc đó mắt của con bé Đào các bạn, nó trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của người mẹ luôn. Thì cô này cũng đâu hiểu gì đâu, cô mới kêu lại là: ủa con nói gì vậy, mẹ nè con. Bà cũng rất là hốt hoảng, tại vì con bé Đào thường ngày nó rất là ngoan, không bao giờ nói chuyện mà trả treo như vậy hết. Nhưng con bé Đào khi này nó kêu là: con cái gì, tao không phải con mày, tao ở đây lâu lắm rồi, tụi bay đừng có hỗn láo nghe chưa, lấy đồ ăn cho tao ăn coi. Cái giọng của bé Đào lúc đó nó giống như dạng kiểu đồng song thanh vậy đó. Một cái giọng thì éo éo ở trên mà một cái giọng thì trầm 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 ở dưới, ra lệnh cho mọi người là phải lấy đồ ăn cho nó. Và lúc bé Đào nè, mẹ của bé Đào nhìn thấy con mình như vậy là cũng nghi rồi, kiểu là tá hỏa tâm tinh rồi. Mặt con bé càng ngày nó càng trắng bệt ra, giận dữ lắm, và cái làn da nó tái xanh lại. Cái đôi mắt thì ngay ngay dại dại cứ trợn ngược lên vô cùng là kinh khủng luôn. Và gia đình nhìn thấy là biết câu chuyện gì xảy ra với con cháu mình rồi. Nhưng mà tạm thời là chưa nghĩ ra được cách đối phó nên là đành phải lấy đồ ăn, đem đồ ăn lên nha. Cái vong này vừa ăn uống xong rồi chửi bới, xong rồi phá phách đủ kiểu, nói chung làm cho cả cái căn nhà, người nhà đó xào xáo không có yên. Và thấy cái cảnh tượng hỗn loạn như vậy, có một cái người mới mách nước cho gia đình kêu là: bây giờ thôi á, cái này bị vong nhập nặng quá, hay là đi vô chùa đi, ở gần đó có một cái chùa ha, là thỉnh sư thầy tới để coi sư thầy giúp được không. Thì lúc mà chạy vội vào trong chùa các bạn, nói tình hình ra thì sư cụ cũng tới ha. Và lúc sư cụ tới thì sư cụ cũng tụng kinh niệm Phật, xong rồi sư cụ cũng khuyên giải, xong rồi cũng hỏi han này nọ đó. Thì cái người nhập, cái vong nhập vào trong xác của bé Đào này mới khai là trước đó ít hôm có một cái cặp đôi yêu nhau là thuộc cái dòng họ gia đình bé Đào này nè, là ra cái chỗ cồn, chỗ mà cái ông này ổng chết á, để mà hẹn hò lung tung, giống như là kiểu làm chuyện này hung hít đồ, xong rồi kiểu này kia các kiểu đó, thì làm vấy bẩn cái chỗ đó của ổng. Và thấy cái cô bé Đào này nè vừa là người trong gia đình vừa hợp mạng, cho nên là muốn nhập vào quấy phá cho nó bỏ tức. Thì nghe kể như vậy, gia đình mới nhờ sư cụ hỏi coi là cái người trong gia đình mình là cái người nào. Thì cái vong nói ra chính là cái người con trai. Cái người con trai này là anh họ của cô bé Đào này nha. Và cách đó không lâu cũng mới gọi anh tới luôn. Thì cách đó không lâu á, anh xác nhận là anh có cùng người yêu ra cái cồn lớn để mà hẹn hò tâm sự mỏng. Hiểu câu chuyện gì đang diễn ra rồi, sư cụ mới tụng niệm khuyên giải. Và cái người anh trai của bé Đào đó cũng xin lỗi rất là đàng hoàng luôn, và gia đình năn nỉ đủ kiểu, nói là do bé này nó còn nhỏ quá, với lại nó vô tội mà sức khỏe nó yếu nữa, mong là bây giờ vong xuất ra đi. Thì cái người đàn ông sau khi mà kiểu nghe mọi người khóc lóc năn nỉ ỉ ôi van xin và hứa hẹn là sẽ kiểu cúng đồ ăn cho mình rồi đó, thì vong mới quyết định là vong thoát ra ngoài. Nhưng mà sau cái lần bị nhập đó các bạn, chắc có thể là cái vong giữ dưới nước lâu quá và nhập vào trong người lâu quá, cho nên là với lại cô bé còn nhỏ nữa, nên là cái thể trạng của cô bé đó nghe em Ngọc kể lại là tới cái thời điểm hiện tại nó vẫn hơi yếu yếu, chứ nó không có được khỏe giống như là những cái bạn đồng trang lứa. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm. Sự kiện này thì em Quỳnh cũng được nghe một cái người bạn của mình tên là Thùy kể lại, là lúc trước á, cái cô chủ trong cái chỗ làm của Thùy có thuê một căn nhà khác để mở tiệm. Thì căn nhà này nó cũng đủ rộng để chứa cả gia đình với lại vài cái nhân viên xa nhà ở lại.
Và mọi chuyện lúc đầu thì cũng rất là bình thường, không có gì hết trơn. Cho đến một cái buổi chiều ngày hôm đó tầm khoảng 2-3 giờ thôi. Cái cô chủ này nè, do cậu đói bụng nên là cậu mới đi xuống bếp của nấu đồ ăn. Thì đang cái lúc mà lúi húi kiểu nấu nướng này kia đó, thì tự nhiên cái đèn bếp nó vụt tắt các bạn. Cả một cái vùng đó chỉ còn lại một cái khoảng đen mà thôi. Và cái ánh sáng ở bên ngoài nhà trước á, nó vẫn còn sáng nha, nó vẫn hắt được ánh sáng vào trong này, nhưng mà dạng giống như là nó cũng lờ mờ lắm, chứ nó không rõ đâu. Thì lúc đó cô mới giật mình, cô mới nghĩ là chắc cái bóng đèn nhà bếp á, lạng chuột bị cháy rồi hay sao. Cô mới quay qua quay lại để cô nhìn. Thì bất ngờ khi mà cô đưa con mắt nhìn về cái góc cuối cùng ở trong cái nhà bếp các bạn, xa chỗ cô đang đứng, cô thấy là có một cái gì đó nó đang từ từ nó nhô ra. Mặc dù ánh sáng ở trên đang chiếu xuống, nhưng do là kiểu phản ứng nó bất ngờ, con mắt mình nó chưa có kịp thích nghi á, thì cho nên là cô cứ căng con mắt là cô nhìn thôi. Cô trợn, cô đưa con mắt cô nhìn về cái hướng đó coi là cái gì, tại vì cô thấy nó đang di chuyển. Và ngay khi mà mắt cô quen với bóng tối rồi đó, cô tá hỏa tâm tinh luôn các bạn. Tại vì cái thứ nãy giờ cô không biết là cái gì, bây giờ nhìn kỹ lại thì nó là nguyên một cái gương mặt trắng bệt luôn. Nhưng kinh khủng hơn á, là trên gương mặt nó toàn là máu me bê bết không à. Khỏi phải nói rồi, cô sợ lắm. Cô hoảng hồn, cô la làng la sớm, cô chạy ra bên ngoài. Ma quỷ mà nó lộng hành giữa ban ngày, và chắc chắn là cô không thể nào nhìn lầm được luôn các bạn. Và mọi người nghe động như vậy thì cũng chạy xuống dưới để kiểm tra. Nhưng tất nhiên là làm gì ai thấy gì đâu. Và mọi người mới trấn an cô là chắc là chị nhìn nhầm thôi chứ có gì đâu, không có gì đâu. Nhưng đến cái đêm ngày hôm đó, tất cả mọi người ở trong nhà bao gồm gia đình của cô chủ này cùng với lại 2-3 người nhân viên ở làm xa ở lại đó các bạn, đang ngủ rất là ngon luôn. Thì cả gia đình á, nghe thấy có cái tiếng khua khoắng của bát đĩa. Cô này cũng nằm trong phòng, cô biết rồi, cô không có dám đi ra các bạn, cô rất là sợ, cô không dám đi ra mà cũng không cho vợ chồng gì của cổ ra, con cái gì đó, nằm hết ở trong phòng. Nhưng những cái người đi làm xa nhà các bạn, có hai cái anh thanh niên kia kìa, nhớ lại câu chuyện buổi sáng, với lại cũng không biết là không biết gia đình nhà chủ giờ xuống ăn hay giờ này ta, nhưng mà bình thường á, cô có bao giờ cô ăn đêm đâu, lúc đó rất là trễ rồi thì nghi là có ăn trộm. Nên là hai cái anh này nè, anh mới đi xuống. Lúc mà anh vừa xuống tới cầu thang đó, đi rất là chậm, trên tay cầm cái cây gậy nha các bạn, hướng thẳng xuống dưới nhà bếp. Thì dựa theo cái ánh sáng lờ mờ của cái đèn hành lang hắt xuống bên dưới, thì hai người này thấy có một cái người đàn ông đang đứng ở ngay chỗ cái nồi nước đó các bạn. Giống như là cái giá đồ ăn nhà bếp đây đúng không, ngay chỗ hai cái bếp ga đó. Thì cái người đàn ông này đứng quay lưng lại và cái mặt hướng về chỗ cái bếp ga, nhìn thấy cái nhân dạng rất là lạ luôn. Cho nên hai người này mới hô lên, ai vậy, ai vậy, ai vậy. Nhưng cái người trước mặt, cái nhân dạng trước mặt rất là bình tĩnh luôn nha các bạn. Cái đầu đang cúi xuống vậy nè, sau đó từ từ ngẩng lên và nhẹ nhàng xoay ngược về phía sau. Và khi này cả hai người thanh niên từ trên lầu đi xuống, các bạn chứng kiến cảnh tượng đó đó, tá hỏa tâm tinh luôn. Tại vì trước mặt là nhân dáng của một cái người đàn ông, mặt mũi nát bét mà máu me không là máu me. Sợ quá, hai người này dùng hết sức bình sinh luôn, hò nhau chạy nhốn nháo về phòng. Và còn một số người khác đang ngủ ở trên đó, nghe thấy tiếng chạy, cái tiếng la, biết là chuyện gì rồi nhưng không có ai dám la hết trơn các bạn. Kết thúc cái đêm đó, qua ngày hôm sau, không biết là cái cô chủ này nè, cô có đi thỉnh thầy hoặc cô dán bùa hoặc làm phép cái gì hay không, nhưng mà mọi người vẫn ở trong đó và cái tần suất mà gặp chuyện tâm linh nó cũng bắt đầu xảy ra nhiều hơn các bạn. Một số người kể lại nha, đêm ngủ hầu như là đêm nào giường nó cũng bị rung lắc rất là dữ dội, xong bị bóng đè, bị kéo tay, kéo chân các thứ. Thậm chí có một số người á, lúc mới có tầm 8-9 giờ thôi à, đi ngang qua chỗ xuống cầu thang, ngang qua khu vực nhà bếp á các bạn, họ thấy là là đà có một cái bóng nào đó đang bay phấp pha phấp phới. Giống như người ta nói với những cái người còn sống trong căn nhà này nè, là tụi tao ở đây đó, tụi tao ở đây nè. Và trong cái chỗ làm đó thì bé Thùy này nè, bé có quen được với một cái người chị. Cái người chị này cũng gặp những cái sự kiện tâm linh luôn, nhưng mà do chị có căn cơ á, chị tiếp xúc với tâm linh từ bé rồi cho nên chị dạng lắm. Chị kêu là đêm 3-4 giờ chị ngủ
Thì cái lần đầu tiên chị bị ha, chị đang nằm, tự nhiên cái chị nghe tiếng ai khều chị mà kêu chị nữa. Xong rồi chị mới kiểu khó chịu, đang nằm ngủ, ban ngày làm việc rất là mệt. Thì lúc đó chị mới mở mắt ra, chị kêu là ai vậy, mà chị vùng vẫy lắm kìa. Nhưng lúc mà chị mở con mắt ra chị nhìn á, thì chị thấy là xung quanh chị rất là nhiều những cái bóng đen luôn các bạn. Nhưng mà không nhìn rõ mặt mũi hình hài như thế nào hết, chỉ thấy là bóng đen thôi. Và nghe rõ giọng của những cái bóng đen nó kêu á, đọc kinh đi, đọc kinh cho tụi tôi nghe đi, đọc kinh cho tụi tôi nghe đi. Và một tuần á, hầu như là chị sẽ bị từ 2 đến 3 ngày như vậy. Và như Nguyễn vừa mới kể xong là chị này rất là có căn duyên với lại tâm linh ha. Cho nên là chị cũng tụng, cũng niệm, tức là niệm nhẩm ở trong đầu như bình thường thôi, chứ chị không có sợ mấy đâu. Và có một cái lần nữa cũng liên quan tới cái chị này là chị đi ở một cái căn nhà thuê chỗ khác đó, đang ngủ rất là ngon. Không biết sao tự nhiên chị cũng nghe ai gọi chị dậy luôn, kiểu là đánh rất là mạnh vào người chị, kêu là dậy coi. Thì lúc mà chị mở mắt ra đó, chị thấy có một cái ông già rất là lạ mặt đang đứng trước mặt của mình luôn. Và ông già kêu á, dậy đi, có trộm vào nhà, nhà mày sắp có trộm đó. Nghe dứt lời các bạn, chị này chỉ bật dậy liền, chị biết mà. Giống như là chị nghi chắc là người ta báo mộng cho mình rồi. Và cái căn nhà đó là căn nhà thuê xây dựng kiểu rất là sơ sài thôi, tền toàn nên là cửa nẻo không có bảo vệ tốt đâu. Thì khi mà nghe cái ông già đó nói như vậy đó, thì ông già biến mất liền. Chị chạy xuống, chị nửa tỉnh nửa mơ nha, chị cầm cái đèn pin chị soi ra ngoài cổng á, thì quả thiệt là chị thấy có một cái người nào đó từ bên ngoài á lén đưa cái tay vào để mà bẻ cái ổ khóa nhà của chị. Cho nên là chị mới la toáng lên, ê giờ này khuya rồi, làm cái gì mà vào nhà tôi vậy? Thì cái thằng ăn trộm các bạn, nó sợ bị phát hiện cho nên là công chừng bỏ chạy mất dép. Và rất là may mắn là vong hồn, cái linh hồn của cái ông kia đã cứu chị một cái bàn thua. Chứ không biết nếu mà thằng này nó vào trong nhà thì có cái chuyện gì xảy ra nữa. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 5 qua đến sự kiện thứ 6. Sự kiện này bao gồm hai câu chuyện diễn ra ở trong chính gia đình của em Quỳnh này và người thân trong gia đình là nhân vật chính luôn ha. Câu chuyện đầu tiên là do dì của em kể lại. Cách đây độ tầm 5 năm á, công ty của gia đình của bên dì thì có tổ chức một cái chuyến đi nghỉ mát khoảng tuần các bạn. Đi từ Nha Trang lên Đà Lạt là hai cái điểm nghỉ ha. Và lúc đầu ở Nha Trang thì không sao hết, nhưng cho đến lúc lên Đà Lạt đó, gia đình của dì em thì có dì, có dượng và có cả cái người em gái họ nữa. Và mọi thứ rất là vui vẻ bình thường cho đến khi nghỉ tại một cái khách sạn trên Đà Lạt. Cái khách sạn này á, dị tả lại là cái nét nó cổ xưa giống như là cái cách bài trí được xây từ cái thời Pháp thuộc các bạn. Nhưng mà nhìn nó kỳ quái, đèn đuốc cũng nhộn nhịp, cũng sáng loáng bình thường, nhưng mà cái cảm giác nó cứ âm u, nó tù mù, nó không có sáng sủa giống như mấy chỗ khác đâu. Có nghĩa cái chỗ này nè, xây dựng bài trí và cái âm khí của nó nhiều hay sao á, cho nên là kiểu lúc nào cũng cảm giác lạnh hết trơn. Gia đình của dì em Quỳnh này ở một cái căn phòng. Buổi tối á, Dượng có ra ngoài đi đâu đó thì chỉ còn có mình dì với lại đứa em họ ở nhà thôi. Và trong lúc này cái đứa em họ mới tầm có khoảng tầm 4-5 tuổi thôi các bạn. Dì á, kêu là hơn giờ con ở đây đi ha, mẹ đi vô nhà tắm chút xíu. Thì lúc mà dì đi vô trong kia rồi thì tự nhiên nghe thấy có ai gõ cửa các bạn. Và mới đầu thì gõ bình thường lắm, nhưng mà sau á, cái tiếng gõ nó càng ngày nó càng dồn dập lên. Thấy lạ, thì dì mới kêu nhỏ em, kêu cái đứa con của dì á, là em họ của em Quỳnh này nè. Con ơi, con ra coi con mở cửa cho ba đi, chắc là hình như là ba về rồi đó. Tại vì lúc đó dì cũng nghĩ là chồng mình đi cũng hơi lâu rồi. Thì đứa con gái nghe như vậy thì cũng nói là dạ đúng rồi, chắc là ba về đó mẹ ơi. Tại vì con nghe thấy có tiếng ai gọi cửa nữa nè. Thì con bé nó cứ lon ton nó chạy ra mở cửa. Thì dì ngồi ở trong toilet á, nghe thấy có cái tiếng cạch, là cái tiếng của cái ổ khóa. Cái cửa phòng nó vẫn dùng cái ổ khóa bấm nha các bạn. Bấm lại như vậy đó, là cái ổ khóa nó được vặn ra rồi. Xong sau đó khoảng tầm 10 giây sau thì dì nghe tiếp cái tiếng cái cửa đóng vô, xong rồi lại có cái tiếng cạch. Có nghĩa là có người đã nhấn vào trong cái ổ khóa. Có nghĩa là hai người, hai cha con á, là bước vào trong phòng rồi. Thì nghe tới đây dì cũng yên tâm ha. Xong dì cũng hỏi là ủa anh đi về hả? Nhưng bên ngoài không thấy có tiếng trả lời lại các bạn. Lúc đó dì có hỏi thêm 2-3 lần nữa, nhưng không thấy ai trả lời hết. Và lập tức
Sau đó là dì nghe tiếng của đứa con mà nó khóc ré lên luôn, khóc tán loạn, thì dì mới vội vội vàng vàng dì chạy ra bên ngoài. Trong căn phòng trống trơn không có bất kỳ một ai hết, nhìn vào cái tay nắm cửa nó đã được bấm lại rồi nha các bạn. Và lúc này nè, mở ra thấy đứa con gái của mình đang đứng ở trước cửa phòng ngay ngoài hành lang luôn. Nhìn xung quanh qua lại không hề có bất kỳ một người nào ngoại trừ hai mẹ con hết. Khi này Trấn tỉnh bé rồi, ấm bé vào trong, thì bé nó kể lại đó là ngay khi mà nó vừa đi ra, nó vừa mở cửa bước ra bên ngoài coi thì cánh cửa lập tức bị ai kéo sầm lại rồi cặp một cái, chốt khóa nhốt nó ở bên ngoài luôn. Nghe tới đây là hiểu có chuyện gì diễn ra rồi ha. Nhưng mà tất nhiên làm sao mà dám nói cho cái đứa con của mình mới có tầm 4-5 tuổi được. Cho nên là kêu là không có gì đâu con, đấy là do gió nó đóng mạnh lại quá hay sao đó thôi. Nhưng mà ngay trong cái thời điểm mà dì ở đó đó, những cái phòng lân cận cũng là những cái người ở trong đoàn ha, thì người ta cũng kêu là buổi đêm ở đây lâu lâu hay nghe thấy cái tiếng gõ cửa, nhưng mà nhìn từ cái cửa sổ ra đó thì lại không thấy ai hết. Biết rồi, biết chắc chắn là cái khách sạn đó ngoại trừ người sống còn có vong hồn của những cái người đã khuất nữa. Nhưng thôi, cuối cùng thì cái chuyến đi cũng bình an, gia đình ngoại trừ cái câu chuyện đó thì cũng không còn gặp thêm vấn đề gì về tâm linh nữa. Và kết thúc câu chuyện đầu tiên, qua đến câu chuyện thứ hai. Nhân vật chính trong câu chuyện này là người cậu út của em Quỳnh ha. Nó xảy ra vào năm mà em Quỳnh này mới học tầm khoảng có lớp 7 thôi. Và khi mà còn nhỏ đó thì em rất là thích qua nhà của bà ngoại ngủ. Nhiều khi có nhà nhưng mà em không về đâu, em cứ nhây, em cứ lại, em chui rút ở bên đó gần cả tháng trời như vậy. Và cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện này là lúc hè nữa, cho nên em càng được dịp làm ở bên nhà bà ngoại của mình ha. Và thông thường á, gia đình em trước mỗi một cái sự kiện gì đó một ngày thì ông bà ngoại hay kêu em ở lại ngủ chung cho vui, tiện đi qua đi lại các kiểu, và em cũng rất là háo hức, em đồng ý. Bây giờ không kêu em cũng muốn qua bên nhà của ông bà ngoại để ngủ nữa. Và cái lúc đó chính là trước ngày giỗ bà cố của em. Ở trong miền Nam mình gọi ba mẹ của ông bà ngoại là bà cố ha, nhưng ngoài Bắc thì là gọi là bà cụ. Và cái buổi tối ngày hôm đó thì trời cũng còn rất là sớm, tầm khoảng 7-8 giờ thôi. Sau khi mà kiểm tra lại cái đồ lễ đó thì bà ngoại mới nhận ra là còn thiếu một số thứ cần thiết nên mới đi ra ngoài mua. Mà cái lúc bà ngoại kêu đi ra ngoài là chỉ có một mình em Quỳnh với lại ông ngoại là biết. Còn cậu Út ở trong phòng cho nên cậu Út đâu có hay là bà ngoại đi đâu. Và khi bà ngoại ra rồi sau một ít phút các bạn thì tự nhiên thấy là cậu Út của em mở cửa phòng đi xuống nhà dưới để làm gì đó. Thì em cũng thấy nhưng không để ý nhiều đâu, không biết là gặp cái chuyện gì. Thì tự nhiên khoảng 5-10 phút sau, bà ngoại của em trở về nhà mở cửa vào. Cậu em tự nhiên mới nhìn thấy bà ngoại cái run như cầy sấy luôn các bạn, chạy thẳng lên trên lầu. Mở cửa phòng của ông bà cũng là cái chỗ mà em Quỳnh này em đang nằm nè. Tự nhiên á, cái ông cậu, cái người cậu út của em á, ngó xuống dưới chân của em. Xong rồi tự nhiên hét lớn lên, kiểu là la làng la sớm lên đó các bạn. Tức là không ai hiểu chuyện gì xảy ra hết. Sau đó là ông bỏ chạy thẳng về phòng của ông luôn. Từ cái lúc mà nhìn thấy bà ngoại chạy lên trên, xong tới lúc mà nhìn xuống cái chân giường mà chỗ em đang nằm á, ở trong phòng của ông bà ngoại đó, thì sao ngộ ta, không biết là có cái chuyện gì mà tự nhiên ông nội này ông hay vậy. Nhưng mà hồi sau á, nghĩ lại thì em Quỳnh này em biết là cái tính của ông cậu em á là rất là nhát gan, nhưng mà lại hay bày trò để mà hù ma người khác. Cho nên là mỗi lần mà ông này hay gặp mấy đứa cháu trong nhà, tự nhiên cái la làng la sớm là bỏ chạy vậy đó, thì để hù mấy đứa cháu cho nó sợ vậy thôi. Cho nên là em nghĩ chắc là ông này hù mình nữa rồi, chứ có cái gì đâu. Nhưng qua đến buổi chiều ngày hôm sau là cái hôm đám giỗ đó các bạn, lúc mà tiệc tàn rồi, mọi người tập trung đông đủ, thì cậu của em mới kể lại đó, là mày biết không, tối hôm qua đó cậu đi xuống cậu lấy nước cậu uống, thì thấy là thấp thoáng ở trong nhà có một cái bà nào, bà cứ đeo kiếm mà bà cứ đi lại lại, đi lại lại, lảo đảo ở trên cái nhà trước. Cái bóng người đó dáng rất là hao hao bà ngoại luôn. Và tao tưởng là mẹ, cho nên là tao mới đi vào để tao lấy nước. Nhưng mà tao vừa trở ra, tao định đi lên trên lầu á, thì tao nghe thấy tiếng mở cửa. Tao nhòm ra thì tao thấy bà ngoại của mày tay xách đồ vừa mới đi về tới. Vậy thì cái bóng lúc nãy tao thấy là ai?
Đó chính là lý do vì sao mà ông cậu của các bạn, ổng vừa nhìn thấy bà ngoại từ bên ngoài cửa đi vào trong thì ổng lập tức ổng chạy thẳng lên trên lầu. Và cái lúc á, ổng đi lên lầu rồi á, đi vô trong phòng của ông bà ngoại thì để xác định coi là chắc chắn hồi nãy có phải là mình nhìn lầm hay là sao không, thì vô thấy có em Quỳnh nằm không à. Và lúc đó, ngay tại cái bữa đám giỗ bà cố thì ông cậu này ông hỏi tiếp là: "Ê Quỳnh, hôm qua mày có thấy gì không Quỳnh?" Thì khi này nghĩ chắc là ông này ổng bịa ra cái câu chuyện ma quỷ để ổng tính hù mọi người thôi, nên là em không có tin kể cả câu chuyện vừa rồi ổng kể đâu các bạn. Thì em mới hỏi là thấy giờ là thấy gì mới được. Thì ông cậu kêu á là: "Mày có thấy giống như là có ai ngồi dưới chân của mày không?" Ông cậu nói tới cái mức đó rồi nha, mà cái mặt của ổng thiệt lắm kìa, chứ không phải là dạng giỡn hay là gì đâu. Nhưng mà em Quỳnh này nhất quyết là không tin, kêu là không, không có thấy là không có thấy. Nhưng mà vừa dứt lời nha các bạn, ông cậu nói lại một lần nữa là: "Hôm qua lúc tao đi vô tao thấy rõ ràng có cái bà nào đó ngồi dưới chân của mày kìa." Thì vừa nghe xong câu đó em mới chợt em nhớ lại về một cái ký ức. Trong đầu của em chớp tắt một cái mảnh ký ức nó mỏng manh lắm. Số là cái tối hôm đó đó, em đang nằm dài em duỗi hai chân này nè, em lắc 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 lắc. Thì đột nhiên cái chân của em chạm phải một cái thứ gì đó, nó giống như là cái miếng vải, dù vậy là không phải cái miếng vải mà cái quần ống rộng thùng thình của những cái người già ngày xưa ta hay bận vậy đó các bạn. Và lúc đó em cũng có giật mình, em ngồi dậy để em kiểm tra. Thì tất nhiên là trước mặt em không hề có bất kỳ một người nào hết, trong phòng chỉ có mỗi một mình em mà thôi. Và sau đó chính là lúc mà ông cậu chạy vô, thì biết là chắc là cha nội này lại hù mình nữa rồi, cho nên là cái thời điểm đó thì em không tin đâu. Nhưng mà tự nhiên ông cậu vừa mới nhắc tới cái đoạn là có bà nào ngồi dưới chân mày. Và sau đó khi mà bà ngoại của em đi lại nha, cậu kể đúng cái câu chuyện này ra, thì bà ngoại kêu là đúng rồi đó. Lúc mà bà cố mày còn sinh thời đó, là cái dáng dấp của bà giống tao lắm. Bà cũng đeo mắt kiếng giống tao lắm. Là hôm qua trước ngày giỗ của bà nên là bà của mày về đó con ơi, mày thấy thiệt đó chứ không phải giỡn đâu. Và nghe xong câu xác nhận của bà ngoại mình thì em Quỳnh mới biết hóa ra cái cảm giác mà cái chân em chạm trúng vào cái ống quần của một người nào đó là thiệt, chứ không phải là do em tự tưởng tượng ra. Và cái người cậu nãy giờ là nói hoàn toàn những cái câu chuyện là có thật hết. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 6, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Và quên, cảm ơn em Quỳnh đã gửi lại cho Nguyễn một câu chuyện rất là dài ngày hôm nay ha. Và hy vọng là cũng muốn nhận được nhiều cái câu chuyện không chỉ của riêng em mà cũng mọi người nữa. Có thể là câu chuyện của mình hoặc là câu chuyện của người thân bạn bè gì cũng được. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt mọi người.